thông tin mới nhất, Toyota Rush 2018 nhập khẩu nguyên chiếc sẽ được ra mắt vào tháng 11 năm 2017. Theo xác nhận từ đại diện truyền thông Toyota Việt Nam TMV, liên doanh này đã lên kế hoạch nhập khẩu xe Rush về nước. Vào cuối tháng 3, thông tin về những chiếc Toyota Rush nhập khẩu Indonesia về cảng Hải Phòng đã được phía hải quan tiết lộ. Do vướng quy định từ Nghị định 116, Toyota Rush cùng những mẫu khác từ Indonesia như Toyota Wigo và Toyota Fortuner chưa thể nhập về. Những chiếc Rush đầu tiên được đưa về nước dưới dạng thử nghiệm, tuy nhiên vẫn gặp khá nhiều rắc rối về giấy tờ liên quan Nghị định 116 trong việc thông quan. Khi về Việt Nam, Toyota Rush sẽ đánh dấu sự trở lại của Daihatsu Terios sau một thời gian dài vắng bóng. Về bản chất, Toyota Rush và Daihatsu Terios là một chỉ khác tên gọi ở các thị trường khác nhau. Kiểu dáng SUV trước kia này đã được thay thế bằng sự pha trộn giữa MPV từ Innova và SUV từ Fortuner. Toyota Rush 2018 thế hệ mới có gầm khá cao, lên đến 220mm, cao hơn cả Mazda CX-5 và Honda CR-V. Thiết kế có phần hao MPV khiến Rush khó có thể được xếp vào một phân khúc nào chính xác nhất. Theo giới thiệu từ Toyota Indonesia, chiếc Rush được phát triển cho cả nhu cầu đô thị lẫn đường xấu, tức đa địa hình. Kích thước tổng thể dài rộng của xe lần lượt là 4435x1690mm, chiều dài cơ sở 2685mm. Trang bị bên ngoài hiện đại với đèn chiếu sáng LED và đèn hậu LED, kết hợp vành 17 inch cách điệu với bản TRD Sportivo. Nội thất bản cao cấp nhất sẽ có 7 chỗ ngồi, ghế da kết hợp nỉ, nhiều chi tiết nhựa mềm giả da, hệ thống để đồ đề nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động, hệ thống giải trí thông tin đến từ màn hình 7 inch, cổng USB được bố trí cho mọi hàng ghế. Động cơ của Toyota Rush là loại dual VTTI dung tích 1.5 lít, công suất 104 mã lực và mô men xoắn 136 Nm, kết hợp cùng số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Động cơ này tương đồng với Avanza, mẫu MPV cũng sẽ được hứa hẹn đưa về Việt Nam dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc. Trang bị an toàn trên xe Toyota Rush gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, ổn định thân xe VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và 6 túi khí. Tại Indonesia, giá xe Toyota Rush khởi điểm từ 400 triệu đồng. Bản cao nhất Sportivo có giá khoảng 417 triệu đồng. Về Việt Nam, những chiếc Rush 2018 sẽ được hưởng thuế nhập khẩu 0%, động cơ dưới 1.500cc không bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nhiều, do đó giá bán dự kiến rơi vào khoảng từ 700 đến 800 triệu. Toyota Rush 2018 hứa hẹn là một trong những mẫu xe tiếp tục bán chạy tại thị trường Việt Nam trong khoảng cuối năm 2018 và đầu năm 2019.